Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Trong thời gian vừa qua, cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Lanh đã nhận được rất nhiều phản hồi từ phía khách hàng. Đó là làm đồ thờ cúng về ngai thờ thì chúng ta nên làm bằng chất liệu gỗ gì và kích thước như thế nào cho phù hợp với không gian ban thờ gia tiên. Thì hôm nay ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021 cơ sở đồ gỗ đồ thời Hèn Anh có làm video clip quay lại phần mộc cỗ ngai thờ làm trên nền chất liệu gỗ vụ đây cũng là một đơn đặt hàng tới từ gia đình anh Sơn anh đang sinh sống tại Diêm Điền Thái Thụy Thái Bình và kích thước của cỗ ngai thờ này như sau chúng tôi cũng cập nhật luôn cho quý khách cùng tham khảo đây là cỗ ngai thờ hàng đại được làm trên nền chất liệu gỗ vụ lào mang thông số kích thước là chiều dài 60 cm chiều sâu 42 cm chiều cao là 97 cm. 97 nó thuộc cung lợi ích, 60 thuộc cung tiến bảo và 42 thuộc cung tài vượng đều nằm trong thước phong thủy số đỏ số đẹp. Khi chúng tôi làm hàng chúng tôi sẽ tôn trọng các cái thông số thước phong thủy để làm sao cho đúng với cái tài lộc nó mang lại sự may mắn cho gia chủ và cỗ ngai thờ thì nó là một vật phẩm linh thiêng được thờ cúng ở phía trên bàn thờ. Và từ ngàn đời nay, phong tục thờ ngai thờ trên bàn thờ gia tiên đã có từ rất lâu. Và ngai thờ thì nó tự trưng cho chiếc ghế của tổ tiên cao nhất để quan sát và chứng giám cho lòng thành để phù hộ cho toàn bộ con cháu trong gia đình được thuận lợi mọi việc. Và và trong dòng tộc nếu như chúng ta thờ trong nhà thờ và từ các cái cục gỗ vô tri vô giác đã được những nghệ nhân hàng đầu gốc nghề tại làng nghề La Xuyên điều khắc nên các cái tác phẩm như ngài thờ các đầu rồng thân rồng đang uốn mình bay vào trên những các làn mây rất là đẹp và phía phần chân đó là được đục đầu lân chân móng dạ đó là hổ phù trông rất là dữ cũng được làm trên nền chất liệu gỗ ngụ lào và khi hoàn thiện của ngai thờ này sẽ được hoàn thiện theo màu của gia đình Đó là PU bóng mờ 50 Đó là màu trần của gỗ Do gia đình đã gửi qua Zalo cho chúng tôi Theo hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684 Và trong video clip ngày hôm nay Chúng tôi cũng nhắc đến các cái kích thước Cũng như các cái chất liệu gỗ mà quý khách đang quan tâm để làm về ngai thờ Ngai thờ từ xưa tới nay chúng ta hay làm từ chất liệu gỗ mít, gỗ mít ta, gỗ giỏi, gỗ gụ hay là gỗ hương Thì thông thường như hiện nay thì chúng tôi đang làm đó là 99% đó là gỗ mít ta và chất liệu gỗ gụ, gỗ hương chỉ chiếm đó là 5% Và gỗ giỏi thì là rất ít vì gỗ giỏi không đảm bảo Thì quý khách có thể theo dõi được các cái video clip của chúng tôi Có thể cân nhắc cũng như về vấn đề kinh tế để chúng ta có thể làm được các cái cỗ ngai thờ và các cái vật phẩm thờ đồ cúng đồ thờ cúng tâm linh được đúng mực đúng chuẩn và phù hợp với kinh tế của gia đình đây là cỗ ngai thờ đại có kích thước là 60 x 42 và chiều cao là 97 và về các cái kích thước phổ thông như sau chiều cao còn có một loại là 75 87 1 m 07 và 1 m 17 về chiều sâu có kích thước đó là 38 40, 42, 50 và 60. Về chiều dài có kích thước đó là 44, 50, 60. Và cỗ ngai thở to thì có thể lên tới 75. Trong video clip này tuy là rất ngắn nhưng cơ sở sẽ giới thiệu về các kích thước phổ thông và các loại gỗ chúng ta nên làm. Và chủ yếu trên thị trường hiện nay đó là dòng chất liệu gỗ gụ thì là gỗ gụ của Lào và chất liệu gỗ mít là gỗ mít ta để làm nên các cái vật phẩm ngai thờ được bền và đẹp. Thì cỗ ngai thờ này sẽ được hoàn thiện đó là PU bóng mờ 50 theo màu trần của gỗ. Còn một màu nữa đó là màu sơn son thiết vàng. Thì quý khách có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi có thể tư vấn chi tiết hơn cho quý khách hàng. Đây là đơn đặt hàng tới từ khách hàng tại Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình. Phía trên ngai thờ đó là được chạm rồng thật. Đang uốn mình trong các cái làn mây. Tự trưng cho sự tôn nghiêm. Và về phần vách ở phía sau được chạm Phượng Hoàng và Kỳ Lân. Ở phía giữa là Hồ Phù. Và các cái ngai trụ thì được chạm hình rồng cuộn cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo xin cảm ơn